Phan Thiết Hòa nha mọi người. Đụng tay luôn. Nhiều rồi. Vậy hôm nay hai anh em sinh đôi xé gà luôn hả? Trời ơi. Nè nè. Đứng xé xác vô xé mày đẹp. Giờ hai đứa thi đi coi đứa nào sẽ đẹp. Nhưng mà hai đứa xé bằng tay trái nha mày. Vừa xé mà vừa phải phát biểu cảm nghĩ rồi này kia nữa chứ. Phải sức khỏe mà. Đưa lên liếm liếm thử thử hả? Chị dơ nha. Ăn bẩn quá chị dơ nha. Hôm nay có hai con gà nướng với ớt với một con gà rang kho sả hả? Ờ, kho sả ớt. Gà rang sả ớt. Xem con nha mày đó. Xem cái bụi cho con nha. Có lên nước để vậy. Xếp con bụi lên ra. Dạy ngon gà bữa nóng thì nóng luôn. Cũng vậy bữa sáng cũng vậy. Vậy hả? Bữa tâm trạng cảm giác. Ba con mà sao có hai con vậy? Còn kia gà còn dĩa à. Con đó chưa cho bé ăn xé đó. Tâm trạng như con hổng con mà. Tâm trạng hoảng hốt. Ba nó chân xịt tay con mày. Bất an. Ủa sao mấy lần để nướng xào. Đây con gà rang sa tế nè. Ủa kho sao hết. Nè ăn gà kho sả ớt. Ngon quá vậy. Hai ăn cơm thêm ạ. À có cơm thêm không? Dạ cơm trắng thêm này rồi. Ừ mà thêm một phần cơm nữa. Nó quá à. Nó đói quá. Nè 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 nay không tập kim nữa. Ta đủ dưới nha. Nè nay không tập kim mà nay ăn cơm gì dưới này. Vậy mà Dĩ Linh muốn phản ứng gì chứ. Con gà gì này không tập được nha. Anh nấu cam kia ngồi xuống bình tĩnh lại, anh nấu cam. Chưa anh giờ gọi đi. Rồi là cho nhắn cho bà hả? Nhắn cho người bà hả? Nhắn cho bà Trang hả? Còn con gà đang nướng. Ủa hoành tráng dữ vậy ta? Kêu hai con mà. Ba con rồi đó với một cái gà rang sả ớt ở ngoài kia. Còn đầu con gà gà ướp sả là 5 con luôn hả? Ớt không có hai con à. Ê con ăn không vậy? Được rồi. Lên hai liền đi. Ngon quá. Được rồi đó. Còn dĩa xương hả? Quay làm chuyên nghiệp nhanh hơn bên kia ta. Mấy giờ rồi? Cái này ngon quá. Nãy mà đòi leo lên con ngựa không nổi vậy. Gì nó đẩy đít rồi. Ê. Đi đi bỏ ra cho con đi. Trời ơi, bữa giờ chưa ăn cơm ăn uống càng vàng. Ở đây cái người ta. Bắt đầu đi. Đi đi. Đi đi. Tình mình ăn cơm với này cũng ngon lắm nè.
Rồi có tình hình của tôi đúng rồi, sao rồi? Đúng không? Rồi, những người có lấy. Mẹ ăn cơm mẹ. Ủa, mình sẽ quay lại. Lấy con cơm, lấy con cơm. Rồi, xét vô đi, chị lên lại chơi đi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, mời mẹ ăn cơm, rồi cái nhà ăn cơm. Mẹ ăn cơm mẹ. Rồi, hết rồi. Ở đây đi cho lộn nè, lộn. Có anh ăn, có trái nè. Đâu? Đâu có rồi hả? Ừ. Nhìn tay dây dặn bấm lên. Ngon quá. Ngon quá bạn ơi. Dạ hay bao nhiêu lông vậy? Nước rồi đó. Mì đoan này đi ơi. Rau ngon quá nè. Rau gì vậy? Má đừng lấy xuống chị tiên. Chấm thiệt còn ngon hơn rau muống luôn á. Toàn thử coi. Thử nữa là thương ngon. Ngon rau muống nữa. Ngon rau muống hả? Đây. Đây mà. Đi nè mà. Hôm bữa uống nước đi nè. Có nước bên kia kìa. Gọi nước uống đi. Nè nè tìm nè. Này ngon muống. Này ngon hơn rau muống luôn á mọi người. Đi rớt cái ngoài rồi. Chấm nước tương thử coi. Ngày nó hơi tối ta. Đây, 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 ai quýnh thôi. Đưa này nè. Nè đi. Nhìn chứng chưa? Ừ. Rồi. Cẩn chứng rồi kìa. Thơm quá. Ở nhà cũng chiên. Ra đường cũng chiên. Nay đỡ không có gọi cái nướng đỡ khói nè, đỡ khói quá trời. Ăn cơm nhiều biết là ăn bài nhờ ít nha. Ý là cơm làm á. Cơm làm á. Con không ăn cơm thừa, con cơm làm á. Nó đi bẻ hay sao nè. Đá kìa. Để nước mắm bình thường. Ủa, đi chiên chiên cỏ hơi dầu. Mỡ. Ủa? Cái gì đâu có kêu rồi. Đúng rồi. Vô bụng. Dạ. Nhà hư cấu rồi. Có làm xe. Nó được ta. Ê, nhớ gì vậy? Mình sẵn rồi mà. Chờ xe. Tu xe. Giờ mình qua ăn dâu đi nè. Cái nhỏ nè, kêu hai đứa kia vô ăn đi. Không. Đã đây rồi mẹ.
Sao có to nó có đi. Từ mà máu. Ủa nhanh quá vậy? Rồi. Chỉ tỏ lại món này. Món này nhà mình trộn. Cái máu quá.